Chào mừng các bạn quay trở lại với tin tức 24 giờ TV, kênh cập nhật thông tin nóng hổi có trong ngày. Ngày bây giờ hãy cùng mình đến với nội dung bản tin ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với những tin chính sau đây. Nóng, nhận tiền mãi lộ, 9 cảnh sát giao thông bị kỷ luật chuyển khỏi lực lượng. Phong tỏa khẩn cấp nhà nghỉ cho nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép lưu trú. Bắt tạm giam nguyên bí thư Đảng ủy và chủ tịch mặt trận tổ quốc xã ở Sơn La. Bắt hai đối tượng chống người thi hành công vụ vì bị cản trở cuộc nhậu. Tạm giữ 52 đối tượng đua xe trái phép trên cầu Cần Thơ. Ngăn chặn kịp thời 8 thuyền viên từ nước ngoài về trốn tránh cách ly y tế. Khởi tố bắt thêm phó giám đốc công ty cổ phần thủy hải sản Minh Hiếu. Phạt một doanh nghiệp xuất khẩu lao động 400 triệu đồng bắt giữ ba đối tượng lừa bán lan đột biến chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Ngay sau đây mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Nóng, nhận tiền mãi lộ, 9 cảnh sát giao thông bị kỷ luật chuyển khỏi lực lượng. Mới đây công an huyện Cái Bè tỉnh Tiên Giang đã cho biết họp kiểm điểm và xử lý kỷ luật đối với 9 cán bộ thuộc đội cảnh sát giao thông công an huyện do có hành vi liên quan đến mãi lộ bị người dân tố cáo. Cụ thể xử lý giáng cấp từ trung úy xuống thiếu úy và chuyển ra khỏi lực lượng cảnh sát giao thông. Đối với ông Trương Văn Đậm, giáng hai cấp từ đại úy xuống trung úy và chuyển ra khỏi lực lượng cảnh sát giao thông đối với ông Nguyễn Văn Chấp. Công an huyện Cái Bè cũng triển khai quy trình xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách và chuyển ra khỏi lực lượng cảnh sát giao thông đối với các đại úy Nguyễn Huỳnh Ngọc Nhớ, đại úy Nguyễn Thanh Hải xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách đối với Trung tá Nguyễn Văn Chính, Thiếu tá Nguyễn Thanh Toàn và Trung tá Nguyễn Minh Vương. Trước đó, 9 cán bộ cảnh sát giao thông này có liên quan đến hành vi nhận mãi lộ, bị người dân tố cáo. Vụ việc đã được thanh tra Bộ Công an vào cuộc xác minh làm rõ và đã có thông báo kết luận sai phạm. Ban thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh Tiên Giang đã có chỉ đạo Công an huyện Cái Bè thực hiện quy trình kiểm điểm, xử lý kỷ luật cán bộ cảnh sát giao thông có sai phạm trên. phong tỏa khẩn cấp nhà nghỉ cho nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép lưu trú. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hạ Long, Quảng Ninh cho biết đã phát hiện hai người quốc tịch Trung Quốc có dấu hiệu nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, không thực hiện các quy định về phòng chống dịch COVID-19 và đang lưu trú tại nhà nghỉ Hòa Bình thuộc phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Ngày 5 tháng 12, sau khi phát hiện sự việc nhập cảnh trái phép, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hạ Long khoanh vùng phong tỏa cách ly tạm thời đối với nhà nghỉ này. Lực lượng chức năng cũng lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đối với hai người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, cách ly tại chỗ những người trong khách sạn, khử khuẩn, giám sát y tế đối với những trường hợp trong khu vực phong tỏa, xử lý những người vi phạm theo quy định. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, xác minh, xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định pháp luật. Trước đó, đêm 4 tháng 12, tại khu vực gần điểm neo HL15, Tổ tuần tra kiểm soát của đồn biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai, Quảng Ninh kiểm tra phương tiện đồ gỗ chở khách mang biển kiểm soát QN6271 do ông Trần Văn Hùng, sinh năm 1960, trú tại phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long làm thuyền trưởng, đang chở 8 hành khách nam. Những người này đều là thuyền viên của tàu Hai Phuong Chan, quốc tịch Việt Nam, nhập cảnh từ Macau, Trung Quốc vào cảng Hòn Gai ngày 3 tháng 12. Tại thời điểm kiểm tra, các cá nhân đã trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19 có ý định lên bờ vào khu vực nội địa thành phố Hạ Long. Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Hòn Gai báo cáo ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hạ Long đưa các công dân liên quan đi cách ly tập trung, đồng thời cẩu phương tiện đồ gỗ chở khách lên bờ để xử lý theo quy định. Bắt tạm giam nguyên bí thư Đảng ủy và chủ tịch mặt trận tổ quốc xã ở Sơn La Sáng ngày 6 tháng 12, trao đổi với phóng viên một lãnh đạo công an tỉnh Sơn La xác nhận, công an tỉnh Sơn La vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam 3 bị can, nguyên là bí thư đảng ủy xã, chủ tịch mặt trận tổ quốc xã Triềng Khoa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về quản lý đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Ba bị can bị khởi tố bắt tạm giam gồm Hà Đức Trinh, nguyên bí thư đảng ủy, trưởng ban chỉ đạo nông thôn mới xã Triềng Khoa, Lò Văn Tuấn, nguyên chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trường Khoa năm 2017, Đinh Thị Thức, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Trường Khoa từ tháng 10 năm 2018 đến nay về tội vi phạm quy định về quản lý đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại điều 224, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại điều 360 Bộ luật hình sự năm 2015. Theo điều tra của công an trong các năm 2017, 2018, 2019, Ủy ban Nhân dân xã Trường Khoa được giao làm chủ đầu tư 25 công trình đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài 21,32 km. Tổng mức đầu tư do ngân sách nhà nước hỗ trợ là 6 tỷ 141 triệu đồng. Hà Đức Trình, nguyên bí thư đảng ủy, trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Trường Khoa, đã chỉ đạo một số thành viên trong ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã, lập ký hồ sơ thanh quyết toán đường giao thông nông thôn từ năm 2017 đến 2019 không đúng thực tế, trái quy định của luật xây dựng. Lò Văn Tuấn, Đinh Thị Thức đã không thực hiện đúng và đầy đủ nhiệm vụ được giao trong việc giám sát nghiệm thu các công trình đường giao thông nông thôn xã Trường Khoa gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước, hậu quả là đặc biệt nghiêm trọng. Liên quan đến vụ án này, trước đó ngày 24 tháng 6 năm 2020, Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án và 4 bị can về các tội vi phạm quy định về quản lý đầu tư công trình xây dựng, gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản. Cùng đến với những tin tức đáng chú ý khác, bắt hai đối tượng chống người thi hành công vụ vì bị cản trở cuộc nhậu. Theo đó, Công an phường Nại Hiên Đông đã nhận tin báo của bà Lê Thị Bồng, sinh năm 1979, Chú tại trung cư 2B Làng Cá, phường Nại Hiên Đông, về việc có nhóm người tại hộ ông Mai Văn Không, sinh năm 1965, chú cùng khu trung cư 2B, lên phòng trị gây rối ném đồ đạc vào nhà bà Bồng. Lập tức trung úy Nguyễn Thành Đạt và thiếu úy Phạm Văn Lựu trong tổ tuần tra 8394, phường Nại Hiên Đông đang thực hiện nhiệm vụ đến hiện trường giải quyết. Khi lực lượng đến căn hộ của ông Không để tìm hiểu sự việc, thì nhóm gần 20 người trong nhà đang ăn nhậu, có lời nói xúc phạm, không hợp tác và thách thức lực lượng công an. Bất ngờ các đối tượng công quốc đã xông ra hành hung, kẹp cổ, kéo ngã Trung úy Đạt. Lúc đó thì rất nhiều người dân đã xoay quanh bên hiện trường vụ việc, nên đồng chí Đạt không tiện dùng công cụ hỗ trợ là bình xịt hơi cay trấn áp các đối tượng vì sợ chúng và những người không liên quan. Vụ việc đã khiến cho đồng chí Đạt bị thương tích khá nhiều. Ngay sau đó, lực lượng tuần tra đã khống chế, nhanh chóng đưa các đối tượng về trụ sở công an phường Nại Hiên Đông để giải quyết. Tại công an phường Đại Hiên Đông, hai đối tượng khai nhận là cháu của bà Bồng, gọi bà Bồng bằng mợ và có mâu thuẫn với nhau về chuyện nợ nần tiền bạc. Sau khi đã giải quyết chuyện nợ nần với Bồng, cả nhóm công quốc đã ngồi nhậu với nhau, nên khi thấy lực lượng công an đến làm việc, cả hai đã thấy không vừa mắt, mất trầu nhậu nên đã nhảy ra đánh lực lượng chức năng. Trung tá Trần Văn Quang, đội trưởng đội điều tra tổng hợp công an quận Sơn Trà cho biết, hai đối tượng này đã có hành vi côn đồ, chống người thi hành công vụ rất nguy hiểm cho xã hội. Hiện tại hai đối tượng đang bị tạm giam và lực lượng chức năng công an quận Sơn Trà đang nhanh chóng hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án. Tạm giữ 52 đối tượng đua xe trái phép trên cầu Cần Thơ. Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 6 tháng 12, lực lượng công an thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ công an thành phố Cần Thơ phát hiện triệt xóa thành công vụ đua xe trái phép trên cầu Cần Thơ. Đồng thời tạm giữ hàng chục đối tượng liên quan đến hành vi đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Cụ thể qua công tác nắm tình hình và nguồn tin báo của người dân, lực lượng công an thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ, công an thành phố Cần Thơ nhanh chóng triển khai vây ráp, khống chế 52 đối tượng đang có hành vi đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên cầu Cần Thơ theo hướng từ Cần Thơ đi Vĩnh Long. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ 38 xe mô tô các loại Bước đầu các đối tượng khai nhận cư trú tại thành phố Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng mở rộng điều tra, xử lý theo quy định. Ngăn chặn kịp thời 8 thuyền viên từ nước ngoài về, trốn tránh cách ly y tế. Theo thông tin từ tỉnh Quảng Ninh vào lúc tối ngày 5 tháng 12, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai vừa ngăn chặn kịp thời 8 người trốn tránh cách ly y tế báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và đưa nhóm người trên đi cách ly tập trung theo quy định. Về phương diện vận chuyển nhóm người trên, lực lượng biên phòng đã tổ chức cẩu lên bờ để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó vào đêm mùng 4 tháng 12, tại khu vực gần điểm neo HL15, tổ công tác của đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Hòn Gai trong khi đang tuần tra kiểm soát, đã phát hiện phương tiện đò gỗ chở khách mang biển kiểm soát là QN6271 do ông Trần Văn Hùng, sinh năm 1960, ở phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh làm thuyền trưởng, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra. Kết quả cho thấy là trên tàu đang chở 8 hành khách nam đều mang quốc tịch Việt Nam và cùng là thuyền viên của tàu Hai Phương Sân nhập cảnh từ Macau, Trung Quốc vào cảng Hòn Gai vào ngày 3 tháng 12. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng biên phòng xác định Nhóm thuyền viên trên đã trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19, có ý định lên bờ vào khu vực nội thị thành phố Hạ Long. Lực lượng chức năng đã tiến hành lấy lời khai, lập biên bản và đưa nhóm người và phương tiện về xử lý theo quy định của pháp luật. Khởi tố bắt thêm Phó giám đốc công ty cổ phần thủy hải sản Minh Hiếu. Tối ngày 5 tháng 12 tại trụ sở công an thị trấn Hòn Đất huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, cơ quan cảnh sát điều tra công an Bạc Liêu đã tống đạt quyết định khởi tố bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Huỳnh Hồng Bảo, sinh năm 1976, nguyên phó giám đốc, kế toán trưởng công ty cổ phần thủy hải sản Minh Hiếu, cư ngụ tại thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại các ngân hàng thương mại cổ phần An Bình, chi nhánh Bạc Liêu, ngân hàng Á Châu, chi nhánh Cà Mau và ngân hàng đầu tư và phát triển BIDV, chi nhánh Cà Mau. Cùng ngày, cơ quan công an cũng thực hiện lệnh khám xét nơi ở và nhà riêng của bị can Huỳnh Hồng Bảo. Liên quan đến vụ án trên, trước đó vào ngày 2 tháng 12, Công an tỉnh Bạc Liêu đã tống đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba bị can, gồm Lê Thị Hạc, sinh năm 1964, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy Hải sản Minh Hiếu, Ngô Trí Dũng, sinh năm 1960, Phó giám đốc Công ty Cổ phần Thủy Hải sản Minh Hiếu, và Nguyễn Thị Út, sinh năm 1982, thủ quỹ công ty cổ phần thủy sản Minh Hiếu. Tất cả cũng trú tại xóm 2, phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Theo cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh Bạc Liêu, qua điều tra ban đầu, các bị can trên đã có hành vi gian dối trong cung cấp hóa đơn, chứng từ, tài liệu để vay vốn ngân hàng nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản, phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 điều 139, Bộ luật hình sự năm 1999. Cụ thể trong thời gian từ năm 2010-2012, Lê Thị Hạc cùng chồng là Ngô Trí Dũng chỉ đạo thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh hoạt động theo kiểu gia đình. Cho người làm công đứng tên pháp lý các công ty này. Để làm thủ tục vay vốn, Hạc và Dũng đã dùng một tài sản thế chấp nhiều ngân hàng, đồng thời cung cấp các hóa đơn chứng từ khống để tạo lòng tin cho các ngân hàng. Với thủ đoạn này, Lê Thị Hạc, Ngô Trí Dũng, Huỳnh Hồng Bảo và Nguyễn Thị Út đã chiếm đoạt của ngân hàng AB Bank chi nhánh Bạc Liêu ACB chi nhánh Cà Mau và BIDV chi nhánh Cà Mau với số tiền hơn 95 tỷ đồng và trên 200.000 đô la Mỹ. Hiện vụ án đã được cơ quan công an tỉnh Bạc Liêu mở rộng điều tra làm rõ. Phạt một doanh nghiệp xuất khẩu lao động 400 triệu đồng. Ngày 5 tháng 12, Cục Quản lý Lao động nước ngoài, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết vừa ra quyết định xử phạt công ty cổ phần đầu tư Huệ Tuân, địa chỉ tại 21 Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, 400 triệu đồng, công ty này bị phạt do đã lợi dụng hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để tổ chức tuyển chọn đào tạo thu tiền của người lao động có nhu cầu đi làm việc tại ba lan và mặc dù không chịu đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài nhưng đã không chịu hoàn trả các khoản chi phí mà người lao động đã nộp sau khi vi phạm hành chính công ty này còn có hành vi trốn tránh che giấu vi phạm Ngoài xử phạt 400 triệu đồng và buộc hoàn trả đầy đủ tiền cho người lao động, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước còn đưa ra hình thức xử phạt bổ sung, đình chỉ hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 12 tháng đối với công ty cổ phần đầu tư Huệ Tuân. Bắt giữ 3 đối tượng lừa bán lan đột biến, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Công an huyện Tân Sơn, Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Bùi Văn Điệp, 24 tuổi, và Đinh Văn Sự, 31 tuổi, để làm rõ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lợi dụng trào lưu chơi hoa lan đang thịnh hành thời gian qua, nhóm đối tượng trên đã có hành vi làm giả lan đột biến, đăng tải trên mạng xã hội bán cho người mua với giá trị hàng trăm triệu đồng. Với thủ đoạn tách lan đột biến thật gắn vào gốc lan phi điệp, các đối tượng lừa đảo đã chiếm đoạt tài sản của nhiều người chơi lan tại nhiều địa phương khác nhau với số tiền lên đến hơn 1 tỷ đồng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Chúng mình là tin tức 24 giờ TV. Đừng quên nhấn like, share và theo dõi kênh để liên tục cập nhật thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.